Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 25 tháng 8 năm 2020, cơ sở đồ gỗ đồ đá Hiền Lành tiếp tục live stream một mẫu vỏ sò tai tượng nữa cho quý khách trên toàn quốc tham khảo. Đây là mẫu đục thần tài, hay còn gọi là di lặc, và những người thợ chúng tôi thì hay gọi là ba ông cháu. Đây là được đục theo mẫu của khách hàng đưa ra, được điêu khắc trên vỏ sò tai tượng khổng lồ hàng nghìn năm, được vớt từ dưới đáy đại dương. Đây là cái cùi của nó, chúng tôi bóc từ một cái vỏ sò tai tượng khoảng 80 cân thì mới được một bức như này. Chiều dài của nó là 40 và chiều rộng là 22. Đục ba ông cháu, hay còn gọi là thần tài, đục thần tài. Mẫu thì là của khách hàng đưa cho chúng tôi. Chúng tôi nhận thi công thiết kế điêu khắc vỏ sò tai tượng. Trong clip trước tôi giới thiệu rất nhiều những mẫu mã vỏ sò tai tượng rồi, thuyền biển rồi, tứ quý rồi, tứ linh, đồng quê, vinh quy, bái tổ. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý vị một bức thần tài di lặc, ba ông cháu đang đi bắt cá chép. Đây là bức thuyền biển. Và bên cạnh bức thuyền biển này là chúng tôi đục một bức tứ quý. Vâng, phía đằng sau còn rất nhiều mẫu, chúng tôi sẽ livestream trong các video sau. Quý vị có thể xem thêm tại địa chỉ kênh Đồ Gỗ Hiền Lành, được phát trực tiếp độc quyền trên YouTube. Đồ Gỗ Hiền Lành, quý vị có thể xem vỏ sò tai tượng. Cái bức vỏ sò tai tượng này nó sẽ thấu quang khi xoay đèn, vì đằng sau là chúng tôi đang để một chiếc flash ở đằng sau. Chiếu vào thì nó sẽ hắt cái ánh màu vàng lên. Nếu vỏ sò tai tượng rất mỏng thì chúng ta nhìn rất rõ, nhưng nếu vỏ sò tai tượng mà cùi nó dày thì chúng ta nhìn được cái điểm này rất là khó. Quý vị có vỏ sò tai tượng, quý vị hãy gửi về cho chúng tôi sẽ thi công thiết kế đục cho quý khách trên toàn quốc. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định. Quý vị có thể liên hệ theo hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể từng mẫu mã, kích thước cũng như về độ dày của vỏ sò. Chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho quý vị. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật các cái video vỏ sò tai tượng mới nhất. Hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.